Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Phạm Hà Linh. Đây là em rồng Nam Mỹ. Vâng, vẫn là em rất là to đấy. Tay bằng ngón tay cái rồi. Đấy. Sờ lên người rồi căng căng người lên như quả bóng luôn. Hôm nay trời rất là nắng đẹp cho em ra phơi nắng. Tiện hôm nay là có học trò đến mua đồ. Lát nữa sẽ cho em ấy bắt em rồng này. Đấy. Bạn nào mà có bật máy tính nhá, bật HD lên xem nhé. Lát nữa mình sẽ đăng lên là đăng HD luôn. Để dài lắm. Phải đến mét mét rưỡi đấy. Này là đăng thay lông. À quên, lột da. Ăn khỏe thì trung bình một tuần lột da lần. Đây. Đây là cái gai lưng này, lột ra trước. Đấy. Đây, 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 đây. Ra chân này. Này là mới lột thôi. Lim dim ngủ. À. Đấy. Đây. Đấy. Giờ mình sẽ cho em một chút. Cho lên. Nhìn rất là ngầu đấy. Đây là cô học trò mình sang huấn luyện thử em rồng đấy. Đây ngang ngang ra nhìn nó to, chung là cũng hơi run tay một chút nhưng mà không sao. Nhá, biết cách cầm là dễ lắm. Thôi thôi đi. Còn đây là em rồng nhỏ, hôm nọ đi lạc đây. À, năm trước đi lạc chứ. Rất là hổ báo cáo trồn nhé. À, hổ rồng cáo trồn. Tay lên vuốt rồng rất chuyên nghiệp. Con này chưa thuần được kiểu nhắm mắt. Tỉnh lắm. Đấy. Có không? Tức là cứ thuần đấy. Thuần là cứ đấy chơi với nó đấy. Cứ cầm thôi. Ngày nào cũng thế. Quen. Mới lại nuôi ở cái chuồng nhỏ. Ba năm là to. Đẩy ra. Cái này là một hình thức thuần mà. Nhiều khi cho nó ăn đi, xong rồi nó cứ há mồm ra. Thế là cho nó ăn, nó không ăn nó nhẹ ra. Thế mỗi lần mình như này nó lại không há nữa. Con kia bật lên HD lên trên màn hình to nhìn thích lắm. Đấy, này há này. Há này. Không há này. Đấy, kiểu kiểu vậy. Con này đang ở gần 1 mét rồi đấy. Đấy, kẹp vào áo mang về. Thank you.
Chắc đi lắm rồi. Bây giờ em bỏ một tay ra khỏi người nó là có vấn đề đấy. Tay viết chữ đấy. Mọi người nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé, kênh YouTube Phạm Hà Linh. Vâng, vâng, xin chào mọi người.